Thì thôi anh sẽ ra đi cho em đường tự do.
anh tự hỏi lòng nên dừng lại hay phải làm sao. Hạnh phúc ấy anh sẽ giữ chặt hay buông tay, bởi vì em đã đổi thay, em chẳng còn như ngày xưa. Em vô tư làm hư cuộc tình cơ. Anh đi em đừng khóc nhé, mới có khóc được gì đâu em. Khi mà anh đã ra đi em có níu kéo để làm chi. Em đã không biết giữ lấy những gì mình đã có, thì thôi anh sẽ ra đi cho em đưa anh từ xa. Anh đi em đừng khóc nhé, đó là điều anh đang lo. Anh sợ sau khi anh đi em mới hiểu ra em cần anh. Lúc đó anh đã rời xa, anh chấp nhận bỏ tất cả. Buông tay nông xa lại là cách anh cho. Anh đi em đừng khóc nhé, mới có khóc được gì đâu em. Khi mà anh đã ra đi em có níu kéo để làm chi. Em đã không biết giữ lấy những gì mình đã có, thì thôi anh sẽ ra đi cho em đưa anh từ xa. Anh đi em đừng khóc nhé, đó là điều anh đang lo. Anh sợ sau khi anh đi em mới hiểu ra em cần anh. Lúc đó anh đã rời xa, anh chấp nhận bỏ tất cả. Buông tay nhau xa lại là cách anh cho.
cứ sống như thế, có đừng gì đâu em. Vì tình yêu lúc trước đã theo mây trôi mất rồi. Có chấp nhận sống qua nhiều điều đau thương. Vậy điều kéo làm gì em có hạnh phúc đâu? Tốt nhất hơn hết mọi người một nơi đi. Vì ngày mai hai đứa sẽ có tương lai tốt đẹp. Rất khó để nói ra một lời chia tay, nhưng sẽ còn khó hơn nếu ta yêu nhau thế nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.